Hai em thiền hạnh. Sorry, không biết là phải xưng hô là anh hay em nữa. Thì đây là cuốn sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử của nhà xuất bản Văn Học, do công ty First News phát hành. Thì cái cuốn sách này là 198.000, do công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt First News, do ông Nguyễn Văn Phước làm giám đốc phát hành. Thì cuốn này nó là nhiều tác giả, nhưng mà do thiếu, ở bên dưới có ghi là Thiếu tướng Lê Mã Lương chủ biên, nhà xuất bản Văn Học phát hành. Hình như cuốn này mới ra thôi. Thì cái bìa trình bày khá đẹp, xin tạm lấy cái này bỏ ra nhé. Bìa cứng, giấy rất là tốt, trong đây có rất nhiều cái, những cái tư liệu của những người trong cuộc, tức là cái trận chiến CV88 bảo vệ chủ quyền Việt Nam năm 1988 ở đảo Trường Sa, Gạt Ma, Cô Linh, Lên Đao này kia nhiều. Ở đây rất có nhiều tư liệu, ví dụ như là sổ ghi chép Cô Linh ngày 14 tháng 3 năm 1988 do đại úy võ võ tá Du, sorry, đang uống trà. Biết nó nói rất rõ về cái thời điểm từ 5:30 cho đến 14:55, và những chữ viết tay của tác giả được in chụp lại. Thành ơi, xong thì anh sẽ tặng cho em cuốn này, nhưng mà nó bị xé mất hai trang đó, anh đem đi đốt nhé. Nó có những cái chương, ví dụ như là chương 3 Ký ức người lính Gạt Ma, rất hay cho bạn nào tìm hiểu. Nhưng mà ở đây mình nói muốn nói đến cái sự chính danh trong cuốn sách này, nó thật sự đúng đến độc giả hay không. Thì check inbox. Hải ơi, dạ chờ tí anh đang rót trà. Thử xem nó có chính danh hay không nhé. Lời lẽ nó có đúng như là lịch sử đã diễn ra hay không, hay là nó là ngụy tạo cho một sự xét lại lịch sử của một bộ phận không nhỏ những con người đang phủ nhận cái xương máu của ông cha của tiền nhân đi trước để phục vụ cho mục đích riêng của họ. Thì cuốn Gạt Ma này trong đây nó có những cái kỷ vật của cựu binh Gạt Ma, là những tờ giấy báo tử, những bức thư tấm ảnh gửi về từ nhà tù Trung Quốc. Có nghĩa là sau cái vụ CV88, tức là cuộc chiến bảo vệ chủ quyền trước sự tấn công của quân Trung Quốc, thì ngoài những người lính bị hy sinh ngay tại Gạt Ma, thì có những người lính họ họ bị Trung Quốc, phía Trung Quốc bắt giữ, giam cầm ở nhà tù Trung Quốc, sống chết thì đọc trong cuốn này sẽ rõ. Nhưng hôm cách đây khoảng tầm 3 ngày thì cuốn sách này được ra mắt, giới thiệu có sự xuất hiện của tướng Lê Mã Lương. Mà theo mình biết, ông Lê Mã Lương này ổng chưa từng, phải là
nôm na là thủy tướng như đô đốc Lê Cái Quân, Lê Cái Lâm. Thì ông này ông chỉ là một cái tướng trên 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 gì ta trên đất liền thôi. Thì ở trong đây nó có đưa mình đưa bây giờ mình đưa cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1988. Trong tuyên bố này nói rõ, sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, các tàu chiến của Trung Quốc đang hoạt động trái phép ở vùng biển quần đảo Trường Sa đã ngang nhiên nổ súng vào hai tàu vận tải Việt Nam đang hoạt động bình thường ở bãi đá ngầm Gạc Ma thuộc khu đảo Sinh Tồn. Tàu của ta đã buộc phải nổ súng để tự vệ, trong khi đó họ lại đổi trắng thay đen vu cáo tàu của Việt Nam khiêu khích vũ trang với tàu chiến của Trung Quốc. Đó đó là tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời điểm đó, tức là năm 1988. Nhưng trong cuốn sách có một cái trang, tức là trang 43. Đây, trang 43 là trang này. Mọi người có thể xem kỹ nhé. Trang 43 có đoạn: ngay lập tức viên chỉ huy Trung Quốc chỉ súng vào Lanh, anh vội vàng lấy xà beng chống xả loạn xạ và khẩu súng bị đánh văng một đoạn xa. Tôi tính lượm khẩu súng của tên chỉ huy để bắn chết nó, nhưng vì có lệnh không được nổ súng trên nên thôi. Trong cuộc chiến dịch CQ88 không có văn bản nào từ phía nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là không được nổ súng, mà cái sự xuyên suốt trong cái bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam của nước ta là không được nổ súng trước, tức là không được khiêu khích để cho giặc có cớ gây hấn. Vậy mà cuốn sách này được xuất bản bởi nhà nhà xuất bản Văn Học, mà theo mình trước đó là 13 nhà xuất bản không chấp nhận, và cái phần bản thảo mà đính chính để sửa sai á, dày 3 mét. Quay lại cái đoạn này thì có lệnh là không được nổ súng trước, nhưng cuốn sách này lại ngụy biện bỏ mất chữ trước đi, còn không được nổ súng, làm cho độc giả hiểu lầm về lịch sử là nước Việt Nam ta hèn trước Trung Quốc. Việt Nam ta không hèn, Việt Nam ta chỉ yêu chuộng hòa bình, không chấp nhận bất kỳ hình thức khiêu khích nào từ đối phương, và bản thân người lính Việt Nam của ta cũng không bao giờ khiêu khích. Nhưng mà cuốn sách này của tác giả, rất nhiều tác giả, là thiếu tướng Lê Mã Lương, chủ biên, lại bỏ mất chữ trước đi, mục đích ngụy biện xét lại lịch sử, phủ nhận công lao của tất cả những người đã xuống ở quần đảo Gạc Ma. Làm cho bạn đọc hiểu lầm là quân đội ta hèn trước giặc. Hắn bỏ mất đi chữ trước, hắn nuốt đi chữ trước, hắn ăn chữ trước luôn. Sau này, cách đây 3 ngày là cuốn sách này ra mắt. Có sự la liếm nhiệt tình của Tưởng Thú, chuyên ủng hộ Khi Lũ Về. Thì cách đây sáng nay, tức là ngày 13 tháng 7, thì Nguyễn Văn Phước có đăng lên một cái tờ đính chính, là thay cái việc này bằng cái thêm cái chữ trước vô. Đó là thể hiện sự ngụy biện. Sách đã in rồi, đã bán rồi, tất cả nhà sách trên toàn quốc đều có, mà lại in sai, in 13 nhà xuất bản không đồng ý xuất bản. Đến bây giờ đính chính cái gì? Hay là hắn đọc vô mặt bạn đọc là tao đính chính rồi đó. Mua mua tức là mua sách phải mua tờ đính chính. Nhưng mà hồi nãy mình hỏi nhân viên của nhà sách Pha Sa ở Bình Thuận, họ bảo chỉ có cuốn sách này thôi, không có bất cứ tờ đính chính nào cả. Đây là sự mất dạy, một cái sự mất dạy, mình gọi nôm na là vậy. Bây giờ mình sẽ xé tờ này,
thế tờ 43. Tại vì cuốn sách này không nên có tờ đó. Cuốn sách này có tờ này là cuốn sách này sẽ bị gọi là mất dạy. Đây, tờ 43. Và tí nữa mình sẽ đốt tờ này chung với một tờ nữa. Tờ này là tờ nặng nhất. Hắn bỏ mất chữ trước. Còn lại cái chữ là không được nổ súng. Xong, xong rồi tờ này, tờ 43 rất đẹp. Tờ 200. Tờ 200. Nói về cựu chiến binh gạt ma Mai Xuân Hải. Trong cái tờ này. Đây. Nó nói là chú ma Mai Văn Hải đã hy sinh, đã từ trần để lại vợ và đứa con thơ côi cút trong cảnh nghèo khó. Nhưng ở đây mình có tấm hình cựu binh Lê Văn Hải, cựu chiến binh Lê Văn Hải cầm chính cuốn sách gạt ma đang ngồi đọc. Đây là một sự mất dạy của ông chủ biên vì cái sự lơ đễnh hoặc là bất cẩn của sự cẩu thả, không tìm hiểu trước để tới sống đồng đội của mình. Người ta còn sống sờ sờ đây mà hắn nói trong sách là chết. Và các bạn nên nhớ, sách này đã qua 13 nhà xuất bản. Có nghĩa là cuốn sách này rất ư là lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ người ta vẫn sờ sờ, người ta vẫn còn sống. Mà cuốn sách này trước đó đã nói người ta chết. Trang 200 các bạn có thể tìm thấy. Đó là hai cái tờ. Hai cái tờ mình cần phải xé ra và mình đốt đi. Vì cuốn sách này cung cấp một sự giả dối. Ở Việt Nam chúng ta có thể, đối với mình bây giờ mình có thể đốt cuốn sách này được. Tại vì đơn giản, ở Việt Nam chúng ta có ba thứ không thể đốt. Đó là ảnh của Bác Hồ, cờ Tổ quốc và tiền. Tại vì tiền là tài sản quốc gia, chúng ta không thể đốt, mặc dù tiền đó là của chúng ta. Cái thứ hai, cờ Tổ quốc, đó là cái sự hy sinh xương máu của tất cả biết bao nhiêu lớp người, hàng triệu đồng bào đã đổ xuống. Cờ Tổ quốc là cái thứ chúng ta không thể xúc phạm. Cái thứ ba, đó là di ảnh của Bác. Bác là người giải phóng dân tộc Việt Nam, chúng ta không thể xúc phạm. Nhưng đây là cuốn sách tôi mua bằng tiền của tôi. Tôi có thể đốt đi. Đốt cái sự giả dối, cái sự ngụy biện, cái sự xét lại lịch sử. Nhưng tôi sẽ không đốt. Vì trên đây có chữ gạt ma. Gạt ma đó là vùng biển, một vùng lãnh thổ thiêng liêng của đất nước đã bị Trung Quốc xâm chiếm bằng vũ lực. 64 liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây. Tôi không thể đốt. Nó thật sự là vòng tròn bất tử. Từng lớp người đã ngã xuống như này, 64 chiến sĩ để bảo vệ cái lá cờ chủ quyền cắm ở trên đó. Và tôi không thể đốt cuốn sách này bởi vì nó có cái chữ gạt ma trên đó. Nhưng hai cái tờ giấy này thể hiện sự xét lại lịch sử, phủ nhận công lao tiền nhân của một số người, một số nhóm người vì cái lợi ích riêng của họ. Họ đã phủ nhận hết mọi thứ. Cái vùng biển gạt ma, các bạn có biết, mỗi lần mà có đồng công tác đi ngang qua, chúng ta không thể vô, tại vì Trung Quốc nó đang chiếm. Chiến sĩ trên những cái con tàu hải quân không thể vô được, thả từng lẵng hoa xuống và hát để tặng cho những cái người đã nằm xuống khu vực này. Vô cùng cảm động. Những người đó mới vừa lớn, có gia đình, chưa kịp hưởng một ngày vui nào bên gia đình thì đã phải đi ra đảo để xây dựng đảo. Thời điểm đó đất nước còn khó khăn. Và chúng ta có thể thấy những cái tháng 4 năm 1988, đây là những cái vài trần đen thui của những người lính công binh đã bỏ tuổi thanh xuân, bỏ xương máu mồ hôi mà để xây dựng lên vùng đảo Trường Sa như bây giờ. Vậy mà những kẻ được mang danh là thiếu tướng
lại a vô theo những cái thứ để như là xét lại lịch sử, xét lại công trạng. May mà những người chứng nhân này còn sống, chứ giả sử như 10 năm nữa, 20 năm nữa những cái chứng nhân này chết đi thì chúng lôi những cái người mà đã có công với đất nước, chúng xét lại công trạng, chúng xét lại lịch sử, thì lúc đó đất nước này sẽ về đâu? Đất nước này sẽ giống Liên Xô thứ hai không? Liên Xô sụp là do gì? Do tôi xét lại lịch sử. Đây là sự mất dạy. Trong cuốn sách Đạt Ma Vòng Tròn Bất Tử này có hai cái sự mất dạy ở đây, trong hai đoạn giấy này. Một là tới sống đồng đội của mình, tức là Mai Văn Hải, người ta còn sống mà nó đã chết cái đây mấy tháng. Cái thứ hai, không bao giờ Việt Nam có yêu cầu với quân đội của mình không được nổ súng, mà thực sự là không được nổ súng trước. Chúng nó đã ăn mất dưa trước, nuốt mất dưa trước, nhai mất dưa trước, để tạo cho người bạn đọc một cái hiểu lầm mình của chính quyền yếu hèn trước Trung Quốc. Việt Nam không yếu hèn, nếu Việt Nam yếu hèn thì quần đảo Trường Sa cũng đã mất về thế Trung Quốc, như bãi cảng của Philippines, như việc Hoàng Sa bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bán cho Đài Loan, bán cho Trung Quốc, và đảo Ba Bình bán cho Đài Loan năm 1964. Bây giờ mình sẽ đốt hai tờ này để phản đối những cái tên đó. Sorry mọi người, tìm cái bây giờ mình sẽ đốt nhé. Đầu tiên đốt cái này trước. Sorry, giờ mình sẽ ý. Sách này thể hiện sự mất dạy, tao có thể quyền đổi. Sách của tao. Mình rất đau lòng khi phải đốt một cuốn sách, nhưng đối với mình, đốt sự giả dối không đau lòng. Đây là cuốn sách này có vài trang giả dối, mình phải đốt. Còn cuốn này bạn nào muốn xin thì mình cho, tại vì mình không đọc những cái sự giả dối như thế này. Đây là sự giả dối. Được. Ở đây gửi lời đến ông Diệp Trưởng Ban Tuyên Giáo. Tôi thấy có một tấm ảnh là ông đi vào trong cái nhà sách ngày khai trương. Ông mua cuốn sách. Và ông có hiểu cuốn sách này nó nói cái gì không? Đấy là con. Đố cuốn sách này nè. Có hiểu được cái cuốn sách này nó nói cái gì không? Mà ông mua và ông cầm lên như đúng rồi, chính ông đang bia cho sự giả dối. Nói vậy thôi. Bye mọi người.